Quảng cáo độc lạ, trở đôi môi đi khắp thế gian, Vaseline chứng minh hiệu quả của sáp dưỡng môi Lip Therapy. Sáp dưỡng môi Vaseline Lip Therapy là sản phẩm đặc trưng và quen thuộc đến từ thương hiệu chăm sóc cơ thể nổi tiếng Vaseline. Với công dụng dưỡng môi tuyệt vời, sáp dưỡng môi trở thành sản phẩm không thể thiếu của mọi đối tượng, không phân biệt bất kể giới tính, lứa tuổi nào. Nhằm chứng minh hiệu quả của sản phẩm, thương hiệu đã triển khai chiến dịch quảng cáo ngoài trời OOH vô cùng sáng tạo và độc đáo vào tháng 1 năm 2016. Bắt tay với VA Agency, Vaseline thực hiện một thí nghiệm kéo dài trong khoảng 5 ngày. Cụ thể, đội ngũ triển khai đã tạo ra hai mô hình đôi môi khổng lồ bằng đất sét và dán chúng lên chiếc xe tải. Liên tục trong 5 ngày, chiếc xe đã chở theo hai đôi môi đến nhiều địa điểm khác nhau. Trong quá trình di chuyển, hai mô hình này cũng phải đối mặt với điều kiện thời tiết khắc nghiệt như nắng nóng, bão tuyết. Tuy nhiên, một trong hai đôi môi sẽ được thương hiệu bôi sáp dưỡng môi liên tục vào mỗi ngày, còn mô hình còn lại thì không. Theo thời gian, đôi môi được bôi sáp dưỡng Vaseline Lip Therapy vẫn còn nguyên vẹn và bóng bẩy. Trong khi đôi môi không sử dụng sản phẩm thì bị nứt nẻ nghiêm trọng, nhiều người qua đường cảm thấy vô cùng bất ngờ, thích thú trước ý tưởng quảng cáo đầy sáng tạo của Vaseline. Thậm chí họ còn chụp ảnh, quay video lại để chia sẻ trên mạng xã hội. Có thể thấy rằng, chiến dịch OOH của thương hiệu đã chứng minh được hiệu quả tuyệt vời của sản phẩm bằng mắt thường và nhấn mạnh thông điệp, với sáp dưỡng môi Vaseline Lip Therapy, môi của bạn sẽ được bảo vệ ở bất kể điều kiện thời tiết nào. Follow Unique OOH để biết thêm nhiều thông tin thú vị về quảng cáo ở trời nha.